Chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của VDI Shop thiết bị âm thanh. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm mới nhất bên mình, đó là hai dòng loa The Acoustic của hãng E3 Audio miền Nam. Bên phải mình đây là loa The Acoustic MH12 với giá của nó là 29.500.000 đồng. Bên trái mình đây là loa The Acoustic MH10 với giá là 19.000.000 đồng. Vì sao nó có lãi chênh lệch như vậy? Mời các bạn đánh giá chi tiết với mình sau đây nhé. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vì phần thiết kế của hai chiếc loa này rất giống nhau, chỉ khác về kích thước và công suất giữa hai loa, nên mình chỉ đánh giá chi tiết về phần thiết kế của loa MH10 trước, rồi mình sẽ đi sâu vào chi tiết giữa công suất của hai loa MH10 và MH12. Về phần thiết kế thì bề mặt loa chúng ta sẽ có hai tem chính hãng của E3 Audio miền Nam, như phần logo The Acoustic. Màn loa thì được thiết kế bằng thép không rỉ với hình hài của những tổ ong. Bên trong màn loa thì có một lớp mút chống bụi cũng như là lọc ong tốt hơn cho loa. Bên hông loa, thân loa thì chúng ta được làm bằng chất liệu gỗ xoài, được sơn tĩnh điện, chống chày và chống nước. Đằng sau loa chúng ta sẽ có những thông số của loa cũng như là hai dắt cùm loa để đấu vào âm ly, hoặc là các bạn có thể đấu nối tiếp thêm loa thứ hai tại đây. Các bạn thấy được chiếc âm của loa The Acoustic thì âm bass nó không quá ồn ào, hoặc là âm chép nó không quá chói tai, còn dãy âm chung của nó thì lành mạch, rõ ràng. Đối với cùng phân khúc của loa The Acoustic thì có thể nói là loa The Acoustic MH10 và MH12 có thể ăn đứt các đối thủ cùng phân khúc. Điểm khác biệt của hai loa này đó chính là nếu mà các bạn có không gian dưới 40m² thì chúng ta nên xài thằng MH10 với công suất là 250W, và trên 40m² thì chúng ta có thể xài MH12 với công suất là 350W để tiếng của mình có thể đủ khắp phòng và vang xa hơn. Hai sản phẩm của mình thực sự rất tuyệt vời, đúng không các bạn? Nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì hãy đến ngay các showroom để trải nghiệm nhé. Hiện tại thì hai sản phẩm của mình đã có mặt hầu hết trên các showroom của VDI. Mình xin nhắc lại giá của hai sản phẩm, một bên là MH10 với giá là 19.000.000, một bên là MH12 với giá là 29.500.000 đồng. Nếu các bạn còn cảm thấy thắc mắc và cần tư vấn thì hãy gọi đến ngay hotline của VDI. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy đừng quên bấm like và đăng ký theo dõi kênh VDI của mình nhé. Subscribe VDI, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.